Quân đội Israel thông báo đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới với Liban, thông báo được đưa ra trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới leo thang. Lữ đoàn lính dù dự bị miền Bắc thuộc lực lượng phòng vệ Israel trong tuần này đã tiến hành cuộc tập trận bao gồm các nội dung bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị, kết hợp với xe tăng, công binh, bộ binh và pháo binh. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở dọc biên giới với Liban. Cuộc tập trận cũng là hoạt động chuẩn bị cho binh sĩ chiến đấu ở các khu đô thị đông dân cư trong điều kiện thời tiết mùa đông và ở địa hình phía Bắc. Trong khi đó, bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel thực thi mọi biện pháp ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza, tình hình chiến sự tại đây vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng. Ngày 28 tháng 1, Iran đã lần đầu tiên phóng thành công cùng lúc ba vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy hai tầng Shemot, Thông tin vừa được truyền thông nhà nước Iran đưa ra, đồng thời khẳng định nước này có quyền phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình. Ba vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy hai tầng Simoc do bộ quốc phòng Iran phát triển, trong đó có một vệ tinh nặng 32 kg cùng hai vệ tinh nhỏ hơn trọng lượng dưới 10 kg đã được phóng lên quỹ đạo tối thiểu 450 km so với mặt đất. Vệ tinh lớn nhất có tên gọi Mada do cơ quan vũ trụ Iran phát triển được phóng đi nhằm kiểm tra độ chính xác của tên lửa Simoc trong việc phóng cùng lúc nhiều thiết bị, trong khi đó hai vệ tinh nhỏ hơn có nhiệm vụ kiểm tra kết nối băng thông hẹp và công nghệ định vị trước những quan ngại của các nước phương tây rằng công nghệ phát triển thiết bị phóng của iran có thể được sử dụng để phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa tehran tái khẳng định nước này có quyền hợp pháp về phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình Siêu du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Sea đã khởi hàng, đã khởi hành từ cảng Miami của Mỹ trong chuyến hành trình đầu tiên ngay trước khi mặt trời lặn hôm 27 tháng 1. Con tàu có giá 2 tỷ đô la Mỹ chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng thân thiện với môi trường siêu du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Sea, tạm dịch biểu tượng của biển, dài 365 mét, có 20 tầng và có thể chứa tối đa 7.600 hành khách, chưa bao gồm 2.350 thủy thủ đoàn. Icon of the Seas lớn bằng 5 con tàu Titanic với 20 tầng thuộc sở hữu của tập đoàn Royal Caribbean. Con tàu sẽ thực hiện chuyến hành trình xuyên đảo kéo dài 7 ngày ở vùng nhiệt đới. Việc sử dụng năng lượng hiệu quả cũng giúp những siêu tàu mới nhất tiết kiệm chi phí, Icon of the Seas chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng LNG, có thân tàu được phủ chất liệu đặc biệt để giảm ma sát, có thể nối với nguồn điện trên bờ, tự xử lý chất thải và sản xuất gần như toàn bộ nước thông qua quá trình khử muối. Khoảng 300 triệu người Trung Quốc mắc chứng mất ngủ, đây được cho là hậu quả của nền văn hóa làm việc căng thẳng và áp lực cao. Để có thể giải tỏa phần nào áp lực, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền ra để đổi lấy 50 phút ngủ ngon vào mỗi buổi trưa. Dèm cửa được đóng lại, tiếng chuồng trị liệu ngân lên trong căn phòng của nhà trị liệu Li Yan ở Bắc Kinh. Trong tiếng cồng chiêng, chống nước, dụng cụ tạo tiếng mưa và chống hang, những bạn trẻ Trung Quốc đã có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà nhiều người trong số họ đã từng ao ước trong nhiều tháng qua. 50 phút trôi đi, họ thức dậy sau giấc ngủ mà họ cho là ngon nhất trong một khoảng thời gian dài với chi phí 180 nhân dân tệ, tương đương khoảng 620.000 đồng. Nhà trị liệu Liyan cho biết, việc có được một giấc ngủ sâu như vậy giúp cho đầu óc những bạn trẻ này được nghỉ ngơi, giống như pin điện thoại được sạc từ 3% lên 100% vậy những chiếc chuông chữa lành của lian cũng gắn liền với một xu hướng đang phát triển khác hiện nay đó là khoảnh khắc giải thoát ngắn ngủi trong đó những người trẻ tuổi đang cố gắng để thoát khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày